đồng xuyên mơ hảo, chào mừng các bạn đến với khóa luyện thi HSK của Alpha với hình thức trực tuyến qua Zoom. Khóa luyện thi HSK sẽ gồm 3 khóa nhỏ, cụ thể HSK 4 và HSKK trung cấp, HSK 5 và HSKK cao cấp, HSK 6 và HSKK cao cấp. Mỗi khóa sẽ được diễn ra trong vòng 35 đến 45 buổi học, tương ứng từ 3 đến 4 tháng. Alpha sẽ sử dụng bộ giáo trình HSK tiêu chuẩn làm cơ sở để giảng dạy và ôn luyện. Đây là cuốn giáo trình được biên soạn bởi Học viện Khổng Tử, cũng chính là đơn vị tổ chức kỳ thi HSK. Dựa theo nội dung của cuốn giáo trình này, Alpha sẽ kết hợp những phương pháp giảng dạy đổi mới và tiên tiến để tạo nên những trải nghiệm học tập vô cùng hiệu quả và thú vị cho các học viên. Qua mỗi bài học, các bạn sẽ được tiếp cận và nắm chắc từ vựng cũng như ngữ pháp sẽ xuất hiện trong bài thi HSK. Đồng thời sẽ được rèn luyện cả 5 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, dịch. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên sẽ luôn chia sẻ những kỹ năng làm bài vô cùng vi diệu và thần thánh để giúp các bạn đánh đâu, trúng đó. Đặc biệt, trong lớp học, các học viên sẽ luôn được thúc đẩy sử dụng tối đa vốn từ tiếng Trung của mình để rèn luyện được khả năng giao tiếp cũng như phản xạ. Hơn nữa, sau mỗi giờ học với giáo viên, các học viên sẽ được đội ngũ cố vấn học tập bổ trợ các kỹ năng còn yếu kém. Với sự tận tâm, nhiệt huyết, sáng tạo và chuyên nghiệp trong quá trình giảng dạy, Alpha cam kết rằng bạn sẽ đỗ kỳ thi HSK, HSKK với một lần thi thành thạo 5 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, dịch. Đồng thời còn được rèn luyện kỹ năng thuyết trình và phản biện bằng tiếng Trung. Nào, cô An đã sẵn sàng rồi, còn các bạn thì đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng nhau chinh phục kỳ thi HSK này nhé! Alpha, học là đỗ HSK!